Tử vi tuổi Tân Dậu 1981 tháng 8 âm lịch năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vận khí của con người luôn luôn thay đổi, mỗi tháng sẽ khác nhau, thời vận cũng bị ảnh hưởng thay đổi theo. Chính vì lẽ đó, mọi người cần phải xem tử vi, đặc biệt là tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 vào tháng 8 âm lịch. Việc xem tử vi giúp cho quý vị nắm được vận hạn hung cát của mình, tạo được định hướng cho bản thân trong từng bước đi của cuộc sống trong thời gian sắp tới. Việc xem tử vi sẽ giúp cho gia chủ nắm rõ vấn đề tiền bạc, tình duyên, công danh sự nghiệp, sức khỏe, gia đình, từ đó có cái nhìn tổng quan về chính cuộc sống của bản thân mình. Chương trình ngày hôm nay được trợ duyên tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Qua chương trình này, mọi người có thể nắm rõ vận hạn, đặt mình có thể phát triển hơn nữa. Cụ thể chi tiết cát hung nạp vận ra sao, mời quý vị hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình, quý gia chủ đừng quên bấm like, đăng ký kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin mời mọi người hãy cùng đến với phần tiếp theo. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1969, tháng 8 âm lịch năm 2021. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của tuổi Tân Dậu là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì mình đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Người sinh năm Tân Dậu rất ghét tính tình không thành thật hoặc sự nhạo báng dưới bất cứ hình thức nào. Nhưng đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến con giáp này khá tỉnh táo. Con giáp này là người thích đám đông, thích nói chuyện hay vui đùa, biết cách hóa giải không khí căng thẳng giữa mọi người. Bản mệnh là người coi trọng hạnh phúc của gia đình, tuy rằng đôi khi gia đình khiến họ cảm thấy nặng nề, nhưng bản tính nhẫn nại, dịu dàng cùng nguồn sinh lực dồi dào có thể giúp bản mệnh vượt qua tất cả. Yêu và được yêu là điều mà tuổi Tân Dậu luôn hướng đến. Vào tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021, tuổi Tân Dậu sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này sự nghiệp sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bản mệnh, vì vậy tháng này sự nghiệp tăng lên đều đặn. Tân âm kim gặp đinh âm hỏa nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, gia chủ tuổi Tân Dậu sẽ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý. Công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ Tân Dậu trong tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tử vi tháng 8 âm lịch tuổi Tân Dậu cho thấy, xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc hay đi lên. Tháng này có thể bản mệnh sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Bản mệnh nên tập trung vào các công việc nhỏ nhưng chất lượng, không nên tham lam, ôm đồm nhiều việc. Tuy vậy, nếu như gia chủ tuổi Tân Dậu không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu trước đó, bị đổ sông, đổ bể thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chờ mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho mệnh chủ Tân Dậu sinh năm 1981 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Tân Dậu nếu không biết cân đong đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách, thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Con giáp này cần phải lập kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình, về sau lại phải hối hận. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người tuổi Tân Dậu may mắn không gặp phải các bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, do phải suy nghĩ quá nhiều mà tinh thần mệt mỏi, dễ bị đau đầu, mất tập trung. Tử vi tháng này cho rằng tháng 8 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Tân Dậu không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bản mệnh không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn định, bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bản mệnh cũng nên nghiêm túc xem lại, điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Tân Dậu, sinh năm 1981. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi năm 2021, tháng 8 âm lịch, chuyện tình cảm của những người tuổi Tân Dậu bình thường, không khởi sắc nhưng cũng không quá ảm đạm. Bản mệnh vốn là người có cá tính mạnh và sống rất đơn thuần. Bản mệnh là kiểu người thích hành động hơn lời nói, thường làm những gì mình cho là đúng. Trong tình yêu, bản mệnh là kiểu người hơi bất cần và liều, nên đối phương phải tò mò tìm hiểu về bản mệnh. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc, dù bản mệnh có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến tuổi Tân Dậu dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình với vợ, chồng để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Tân Dậu tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ Tân Dậu có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch. Từ ngày mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, phá tý, tuyệt dần. Đối với người tuổi Tân Dậu tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 10 tháng 8, tức ngày 16 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Đinh Mão, nạp âm Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch 22 tháng 8, tức ngày 28 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Kỷ Mão, nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Tân Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Dậu trong tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch 11 tháng 8, tức ngày 17 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Mậu Thìn, nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch 23 tháng 8, tức ngày 29 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Canh Thìn, nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Năm nay, mệnh chủ Tân Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát
được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Tân Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi Tân Dậu 1981 tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua chương trình, mọi người có được thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung hóa cát, gặp được nhiều may mắn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức chúng ta, giúp mọi người trưởng thành hơn. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.